Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023. Tối nay 25 tháng 12 là miền Bắc trên kênh nó về rồi, còn Bạch Thủ 84 được hai con. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai, còn Bạch Thủ mình dự đoán nó là cái con 21. Song ngẫu mình là dự đoán cái cặp 19 91, anh chị em hãy tham khảo. Chúc anh chị em có nhiều may mắn trong ngày mai.